Giáp thần mạng thời nhi chung ba ba giờ giờ ba đêm
lầm than. Chính quyền địa phương, kính thưa quý vị có mặt đám tang của bạn này, kính thưa toàn thể tăng quyến, hôm nay trên danh sách đại diện đại hồng Mai Phùng Xuân, trước rồi thành kính công bố cùng gia đình tăng quyến, xin phép gia đình tăng quyến cho tôi cùng anh em thắp ba nén nhang ra để bạc khăn tang, là để nhộng qua dị quan đưa cô bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Sinh năm Bính Tân 1956, mất năm Giáp Thìn. Chúng tôi rất thương tiếc nhưng mà đã đến lúc phải ra đi để mà vĩnh biệt. Có những sơ sót gì mong tất cả quý tổ chức, anh chị em, thân hữu và lũ xóm bỏ qua cho. Trong lúc tan gia bối rối, gia đình có nhiều thiếu sót, mong là được lượng thứ. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống đến lúc phải ra đi, do như vậy mong tất cả quý vị hiểu và chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức hỏa táng do tổ chức Mai Táng Mai Phùng Xuân đưa đến đó. Trân trọng xin cảm ơn tổ chức Mai Phùng Xuân. Trước khi dứt lời, cho phép tôi đọc một bài thơ để tiễn biệt người vợ, người yêu mãi mãi tôi kính yêu. Tình em chiều ngồi bỗng nhớ năm xưa, bao nhiêu kỷ niệm vẫn đưa ta về. Tuổi xuân sôi nổi vui ghê, chung tay xây dựng lời thề thủy chung. Nghĩa tình đó trọn đời cùng, vượt bao gian khó sáng cung xong đời. Ta chờ mãi người đâu rồi, nụ cười mong gửi đến nơi vợ mình. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Tóc mẹ đã nhuộm máu xương, nuôi
quy đàn khôn nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo. Đã chăm sóc con bên mẹ tình thương ấm nồng. Mẹ của tôi nhớ ngày con còn ngây thơ, mẹ ru mẹ hát hầu dí dầu rồi đã cũng mẹ cao hơn dí dầu góc biển đâu nôn có ai bằng mẹ thương con. Mẹ của tôi mỗi lần con trở về thăm mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng. Bao năm qua mẹ luôn nhắc con ghi nhớ hoài câu nói mẹ hiền, sống sao cho được người thương mến, con nghe mẹ là con đã hôm nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo. Con phương xa mẹ luôn ngóng tin con có được cuộc sống yên lành, nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc con bên mẹ tình thương ấm. Trở về thăm mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng rưng. Bao năm qua mẹ luôn nhắc con ghi nhớ hoài câu nói mẹ hiền, sống sao cho được người thương mến, con nghe mẹ là con đã
thượng thọ sáu mươi chín tuổi quán nhận là người chín thánh chín lâm nhớ mà di chung kỳ viện hương linh thì thương hoặc là thức pháp nhân kinh có khó quê hộ nhận sánh tình hồ ta vô hiện thành lời hương linh tư và ta cười trọn tình đời.